Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh đang xem video ạ. Hôm nay em lên video với các anh giới thiệu với các anh xem một vài mẫu cái sạc nè, rồi cục pin nè, với cây kìm bộ tiếp đồ ha. Các anh xem video này em giới thiệu các pin sạc đồ á. Video này thì có về pin sạc, video sau thì em sẽ lên máy nha. Hôm nay xem pin nha các anh. Đó, các anh mà có nhu cầu mua mấy cục pin á thì alo anh em để mình đặt mua mấy cục pin hết anh. Có về pin M18 4 chấm nè, rồi 5 chấm nè, rồi 6 chấm, 8 chấm và 12 chấm nha các anh. Đó, những đó là những cục pin cũ ha, hàng cũ nha các anh. Rồi đây thì mấy cái sạc này cũng là hàng xài lướt nha các anh. Đó, xài lướt qua thấy nó cũng tình trạng nó cũng còn đẹp á, cỡ 95% nè. Đó, mấy cái sạc này các anh mình xem và tham khảo, có nhu cầu mua pin sạc thì alo em ha. Rồi em giới thiệu nha, có máy bắn vít đi quan này hàng mới, pin Makita hàng mới luôn, để vô bán cho video này luôn, pin của hãng led màu xám đen để vô bán chung video này luôn nha. Rồi các anh xem và tham khảo, có nhu cầu mua thì alo anh em, có số điện thoại ngay trên màn hình nha các anh. Rồi đây các anh xem và tham khảo ha. Đây là cục pin M18 4.0 nha các anh. Đây là pin zin nha các anh. Còn sạc lên 4 mức đèn ok ngon lành. Pin zin 4.0. Em quay các anh xem tình trạng như vậy chắc cũng còn cỡ 95% không các anh. Đó, tình trạng cục pin này ha. Cục pin này thì có mức giá là khoảng 600 nha các anh. Cục pin này mức giá 600.000 một cục nha. 4.0, dung lượng 4.0, các anh sử dụng cho máy phan hoặc máy bơm vít đồ ok ngon lành lắm nha các anh. Đó, tình trạng này cũng còn được ha. Đó, pin 4 chấm giá 600, các anh xem thấy được và có nhu cầu alo em ha. 4 chấm này thì em có ít thôi, có 5 chấm này thì về hàng cũng được ok nè. Đây cục 5 chấm này nha các anh. Đó, các anh xem và tham khảo ha. Đây là cục pin 5 chấm M18 5.0. đó, xài cho máy M18 nha các anh, tình trạng cũng cũ ha, chắc cũng còn cỡ 90%. Cái vỏ bên ngoài thì cũ thôi, bên xeo bên trong rồi là còn ok nha các anh. Đó, sạc còn lên 4 mức đèn ngon lành nha. Đó, cục pin này thì giá khoảng 700 nha các anh. 700.000 một cục pin này, các anh xem mà tham khảo, có nhu cầu mua alo em ha. Rồi, 700 một cục. Rồi, này cũng 5.0 luôn nè. Đó. Đó, sạc lên 4 mức đèn ok. M18 5.0 700.000. Rồi. Ok ha. Rồi. Ở đây thì có 6 chấm luôn nha các anh. Đây là cục 6 chấm nè, dung lượng nhiều hơn 5.0 một xíu. Các anh muốn sử dụng xài cho nó lâu hết pin thì chơi cục này. Cục này 6 chấm thì khoảng 800 nha các anh. Đó, thêm 100.000 nữa sẽ được dung lượng 100 nha. Đó, 100.000 nữa không đáng là bao ha. Rồi pin 6 chấm, 6 chấm này em về hàng cũng ít thôi các anh. Đó, dung lượng 6.0 này. Ở tình trạng này cũng còn cỡ 90% đi hết các anh. Nó chỉ chạy ở bên trên thôi, và ngang cái tem cũng còn ok. Đây là pin zin nha các anh. Pin zin chứ không phải pin đóng nha. Đó, pin zin đó. Rồi, cục 6 chấm nè. Rồi, cục này nó cũng còn đẹp ok nè. Đó. Rồi, cục này đẹp hơn, bán hơn mắc 50.000 nha. 850 rồi các anh. Đó, cục này còn đẹp nha. Đó, cục này còn cỡ 98% luôn á. Phê dữ ta. Đẹp ghê á. Đó. Bên dưới thì chỉ dính bụi thôi ha. Rồi, bên trên còn ngon lành ok. Đó, các anh xem ha. Rồi, đó là pin nha. Rồi. Đây pin 8 nữa. Đây, của pin 8 nha các anh. Pin 8 này cũng còn cỡ chắc cỡ 9 mấy% nữa các anh. Nhưng mà bên trong ta còn ok lắm nha. Cái vỏ ngoài ta cũ ta chày thôi, nhưng mà bên trong còn ngon lành nha các anh. Đó, M18 2 output nguồn xả cao, dung lượng là 8.0 ampe. Pin này là nguyên khối, hàng pin zin nha các anh. Cái này hàng pin zin, hàng zin của hãng nha. Đó, hàng hãng chưa bung luôn á. Nó tình trạng như thế này. Đây hàng xài lướt thôi. Đó, hàng xài qua sử dụng nha. Rồi cục này 1.7 triệu nha các anh. 1.7 triệu. Em chỉ có 2 cục à. Đó, lên một cục làm mẫu nha. Rồi ok. Đó, 8 chấm ha. Rồi 12.0 luôn. Pin lớn nhất hãng luôn các anh trai ơi. Đó, 12.0 ampe. Siêu to khổng lồ. Đó, 4 mức pin luôn, lên 4 mức luôn nè. Đó, vỏ ngoài thì như thế này nha. Đó, ngon lành ok không các anh. Đó. Rồi,
Còn bên này thì giá 2 triệu 7 nha các anh, 2 triệu 7 một cục nha. Có nhu cầu mua thì alo em ha. Đó, các anh xem và tham khảo của pin này nha. Rồi, đó, pin 12.0A, lớn mạnh luôn. Rồi, tiếp theo thì cục pin 5 của Makita, 18V 5.0 của Makita. Đây là cục pin Zin, cục này là hàng mới nha các anh. Hàng mới á, đó, có 4 mức đèn luôn. Đó, có nút bấm báo pin luôn. Một hồi nó mới tắt nha. Đó, cỡ chừng 5 giây nó mới tắt. Đó, đây là pin Zin, bên dưới nó có cái tem như thế này. Makita USA, sale là made in Malaysia. Đó, cục pin này giá 1 triệu mốt nha các anh. Rồi, cục pin này giá 1 triệu mốt nha. Đó, 1 triệu mốt ha. Rồi, tiếp theo thì tới cái sạc đi. Rồi, ok. Đây là cái sạc nhanh, hàng sạc lướt, tình trạng cũng còn đẹp, ok nha các anh. Sạc này thì mức giá 850 nha. 850 một cái nha các anh trai. Đó, các anh xem có nhu cầu mua thì alo em ha. Đó, 850 một cái sạc nhanh. Có sạc được M12 và M18, dòng chữ Rapidtra là sạc nhanh nha. Đó, sạc này nguồn ra là 6A. Đó. Rồi, ok. Tiếp theo đây. Đây thì cục pin này sạc được một lúc hai cục pin M18 nha các anh. Các anh mà sử dụng pin M18 sử dụng nhiều thì chơi cái sạc này là ok bá cháy luôn. Đó. Và Rapidtra là sạc nhanh, nguồn ra là 6A. Rồi, hai cục pin M18, sạc này tình trạng cũng còn bóng đẹp lắm các anh. Đó, cái sạc này thì có mức giá 1 triệu 7, 1 triệu 7 một cái nha. Đó, hai cổng nè. Đó, ok, ngon lành ha. Rồi. Rồi, 1 triệu 6 luôn nha. Đó, em bớt 100 luôn, còn 1 triệu 6 luôn, nhưng hàng thanh lý luôn á. Có 1 cái một à. Rồi, đây là sạc siêu nhanh. Đó, các anh mình có thấy cái này ở bên Mỹ xài ha. Mấy anh Mỹ xài siêu nhanh luôn á. M12 nè, siêu nhanh nè, M18 siêu nhanh luôn, Super Charger là super, là siêu nhanh luôn á. Đó, ở đây là sạc Mỹ nha các anh. Nó có chứng nhận COLOS nha. Đó, Made in China, xuất Mỹ nè. Cái này thì có mã là Casno 485911 1811. Sạc pin 12V thì nó ra nguồn A là 4.5A và 18V thì 13.5A. Wow, siêu khủng luôn. Đó, dữ dằn luôn ha. Rồi, cái sạc này để em thử ghim điện sạc cho các anh xem. Sạc điện 220 nha các anh. Đó, sạc điện 220 nha. Rồi, quay qua. Cái sạc này thì mức giá 1 triệu 7 nha các anh. Sạc này giá 1 triệu 7 nha. Đó, để pin vô để gá thì không được nha các anh. Để gá xuống là không có được nha. Đó, là phải ấn mạnh xuống cho nó vô ngàm. Đó, cho nó vô ngàm ha. Đó, lên đèn. Rồi, đây là sạc siêu nhanh luôn. Đó, sạc pin này trong vòng 20-30 phút rồi các anh ơi. Sạc cục pin mà dòng 2 output 8.0A này nè là siêu nhanh luôn. Đó, ơi có những anh thích nhanh nè, và có những anh thích lâu nè. Đó, những anh nào thích lâu quá thì nó sướng hơn nha các anh. Đó. Rồi, đây nói chung thì có những anh thích chậm và có những anh thích nhanh. Đó, tùy theo khách hàng ha. Em bán có dòng sạc chậm nè, sạc nhanh nè, siêu nhanh luôn em có luôn ha. Đó. Rồi. Tiếp theo thì cái này là cái sạc 6 cổng. Sạc một lúc 3 cục pin M12 nè. 3 cục pin M12 và 3 cục pin M18 luôn. Đó, sạc này là hàng xuất Mỹ nha các anh. Nó có chứng nhận COLOS nha. Đó, và cái sạc này thì có mức giá khoảng 1 triệu 7 nha các anh. Giá 1 triệu 7 một cái sạc này. Các anh xem có nhu cầu mua thì alo em ha. Nó là Rapidtra, là sạc nhanh, nguồn ra là 6A cho cái sạc này, giá 1 triệu 7. Các anh có nhu cầu mua thì alo em ha. Hoặc là các anh trai nào mua mau lẹ thì có thể em bớt tiền luôn. Đó, em bớt chút đỉnh ha. Đó, đây là sạc đang chạy nha các anh. Đó, ngon lành, sạc điện 220 chạy ok. Rồi, đây là cục pin của hãng LED nha các anh. Đó, cục pin của hãng LED ha. 24V, 2.5A. Cục này nhỏ, này em cần thanh lý với giá là 350 nha các anh. 350 một cục nha. Đó,
công suất nguồn xả là 60W/giờ, nó có chứng nhận COLOS nha. Đó, cục pin này giá 350 một cục. À, có nhu cầu mua thì alo em ha. Đó, pin mới nha anh, đó là pin mới nha. Rồi đây là cục pin 8 chấm của hãng LED nha anh, 8.0A. À, cái cục này là siêu to luôn. Cục này thì nó có công suất nguồn xả là 192W, gắn vào máy của hãng LED, máy to, máy cưa, máy mài, máy cắt cầm tay đồ ha, máy phan đồ, chạy rất là bạo nha anh. Cục này thì có mức giá khoảng 2.7 triệu thôi anh. Có nhu cầu mua thì alo em ha, giá 2.7 triệu một cục nha. Rồi đó, mới đẩy lên 3 mức rồi nè anh. Đó, siêu nhanh ghê ha. Sạc này nó có quạt nha anh, sạc này nó có quạt, chạy quạt rồi là mát, không có bị nóng ha. Đó, cái sạc này là không nóng nè, sạc này cũng có quạt không nóng nè, sạc này thì nóng nha anh, cái này thì sạc nóng nha, nóng nhưng mà vẫn sạc bình thường nha. Đó, như vậy ha. Đó, lên được 3 mức rồi đó. Rồi đây thì em có cái mắt kiến nha anh, đây là cái mắt kiến Milwaukee màu đen, mắt kiến này giá 170 nha. Đó, anh có nhu cầu mua thì alo em ha. Rồi đây em lên cái máy này là cái máy bắn vít của hãng Dewan. Đó, này là động cơ motor không trở than, máy chuyên bắn vít nha các anh, sử dụng pin 20V mắc, nó là hàng Mỹ nha các anh, nó có chứng nhận CSAOS nha. À, có mã là DCF887. Rồi bên dưới nó có cái tem nè, các anh xem, nó được sản xuất là made in China. Đó, cái cây máy này thì em cần thanh lý với giá cỡ 1.7 triệu nha các anh. À, 1.7 triệu 8 được không các anh? À, 1.7 triệu 8 được không? À, có nhu cầu mua cây này thì alo em ha, đây hàng mới nha các anh, hàng mới nha, chưa qua sử dụng gì hết nha. Đó, hàng mới luôn á. Rồi tiếp theo thì em có cái cây kìm này, đây là cây kìm 7 trong 1 nha các anh, kìm điện ha, có thể cắt dây điện nè, cái miệng thì có thể kẹp được nè, cái miệng bài ngang dày lắm các anh, nó có thể là tước dây điện luôn. Đó, cái kìm này ha, 7 trong 1 của Milwaukee, nó là hàng nhập Mỹ, có mã là 48223078 nha các anh. Và cái kìm này có mức giá là 700 một cây này, các anh xem có nhu cầu mua thì alo em ha, 700.000 một cây nha. Đó, cái kìm này các anh xem và tham khảo ha, có nhu cầu mua thì alo em. Rồi ok, và tiếp theo đây thì em có bộ cục tiếp của hãng Milwaukee, hàng chính hãng, 14 cái nha các anh. Đó, nó có các số ở đây như thế này. À, tiếp này là 1/2, dài 4cm. Đó, cho một cục tiếp, và một bộ tiếp này thì có mức giá là 1 triệu nha các anh, giá 1 triệu một bộ nha. Đó, có số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27. Đó, cục tiếp là siêu dày luôn, bắn biết chừng nào hư cơ. Đó, rất là dày luôn. Đầu 1/2, hàng chính hãng, thép màu đen nha các anh, giá 1 triệu một bộ nha, 14 cái. Đó, có hộp đựng như vậy luôn á. Rồi đây tiếp theo thì em có về có bộ mũi phan, ẩm dày, bộ mũi phan, bộ vít đồ em bán cũng được ok. Bộ mũi phan này thì có 15 cái Milwaukee, hàng chính hãng nha các anh, nó là chân lục giác, nó có mũi từ nhỏ nhất là 1.6 ly, lớn nhất là 9.5 ly, 8 ly, 6.5 ly nha các anh. Đó, Milwaukee ta 15 mũi, nó có mã là 48894630, có thể phan gỗ, phan sắt, phan inox được nha các anh, sử dụng cho máy phan với máy bắn vít luôn nè. Đó, mũi 3.2 nè, rồi 4.2 và 4.8, 6.5, 8 ly và 9.5. Đó, mũi nhỏ cho đến mũi lớn 15 mũi như thế này, giá 800 nha các anh, giá 800.000. Rồi các anh xem và tham khảo, có nhu cầu mua các món sản phẩm mà em lên trong video này thì alo đến em ha. Đó rồi, ok, như vậy em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các anh đã đón xem và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ. Chúc các anh mình dồi dào sức khỏe ạ.